Thưa quý vị, hôm qua 4 tháng 6, thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trần Văn Thời tại tỉnh Cà Mau cho hay, đơn vị này đang tạm giữ Lê Đại Vũ, 34 tuổi, ngụ thành phố Cà Mau để điều tra hành vi trộm dây chuyền vàng đeo trên cổ tượng Bà Chúa Xứ ở miếu Bà Chúa Xứ Vàm Sông Ông Đốc tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời. Lê Đại Vũ là người hành nghề thầy cúng tại địa phương. Theo đó, vào chiều 2 tháng 6 năm 2023, ông Lý Hiệp Tài là quản lý miếu Bà Chúa Xứ Vàm Sông Ông Đốc. Trong lúc chuẩn bị cúng thì phát hiện trên tượng Bà Chúa Xứ bị mất sợi dây chuyền vàng 18 carat, trọng lượng 1,4 lượng, trị giá khoảng 50 triệu đồng nên báo công an. Tiếp nhận thông tin, công an thị trấn Sông Đốc vào cuộc xác minh, phát hiện Lê Đại Vũ, ngụ ở thành phố Cà Mau, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên mời làm rõ. Lê Đại Vũ khai nhận thường xuyên được thuê thực hiện các nghi thức lễ tại miếu bà nên biết được nhiều người mang lễ đến dân bà, trong đó có sợi dây chuyền vàng. Khi được thuê đến miếu, lợi dụng sự sơ hở của mọi người, Lê Đại Vũ lấy trộm dây chuyền vàng rồi giấu vào quần lót. Được biết, đây là vàng do những chủ ghe đem đến cúng tại miếu Bà Chúa Xứ. Hiện vụ trộm dây chuyền vàng đang được công an huyện Trần Văn Thời tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.